Câu số 16, dạ bạch sư cho con hỏi, con có đọc qua các sách của Ngài Hộ Pháp nói về 11 hạng người không thể xuất gia sa di, thì trong đó có hạng số 9 là người cận sự nam làm chia rẽ chư tỳ khưu tăng. Nhưng con đọc trong thuật ngữ Lục Tạng Pali thì tội chia rẽ tăng chỉ có thể là tỳ kheo mới thực hiện được. Vậy có sự mâu thuẫn hay sai sót gì không? Mong sư giải đáp. Thì khi sư xem lại trong tạng lục á, thì rõ ràng là việc chia rẽ chư tỳ khưu tăng chỉ có thể là một vị tỷ kheo làm thôi, chứ còn cư sĩ không làm được. Cái thứ hai là cái phần mà không thể xuất gia sa di á, thực tế là mượn trong tạng luật ở chỗ là những hạng người không được phép xuất gia nói chung, chứ không có phải phân ra sa di hay tỳ kheo à, mà ở đây Đức Thế Tôn nói đây là những hạng người không cho phép xuất gia à. Thì nó có một điều á, đó chính là cái người xuất gia mà vị thầy tế độ là vị tỷ kheo phạm tội chia rẽ tỳ kheo tăng à, chia rẽ à, phạm tội chia rẽ chia tăng đoàn, thì cái vị tỷ kheo đó thì cái việc xuất gia đó là không được phép, chứ không phải là cái người cận sự nam đó thì không phải, mà là cái vị thầy tế độ á, là người chia rẽ tăng đoàn thì không được phép xuất gia với vị đó à.